những quan sát mới về một tiểu hành tinh có hình dạng giống như một chiếc xương chó và hai mặt trăng nhỏ của nó đã giúp các nhà khoa học có cái nhìn sâu sắc về cách mà bộ ba kỳ lạ hình thành. Một nhà thiên văn học lần đầu tiên phát hiện ra tảng đá không gian Cleopatra trong số các loại đá không gian khác trong vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc vào năm 1880. Nhưng trong vài thập kỷ qua, các nhà khoa học đã nhận ra rằng tảng đá không gian chính có hình dạng kỳ lạ và hai mặt trăng nhỏ. Và các nhà nghiên cứu cho rằng đó không phải là dấu chấm hết cho những bất ngờ từ Cleopatra. Vì vậy, một nhóm các nhà khoa học đã sắp xếp để nghiên cứu tảng đá không gian bằng kính viễn vọng rất lớn có trụ sở tại Chile. Cleopatra thực sự là một cơ thể duy nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Frank Matthews, một nhà thiên văn tại Viện SETI ở California và tại Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, Pháp, trưởng nhóm nghiên cứu mới trên tiểu hành tinh, cho biết trong một tuyên bố. Ông nói thêm, khoa học đạt được nhiều tiến bộ nhờ vào việc nghiên cứu những ngoại lệ kỳ lạ. Tôi nghĩ Cleopatra là một trong số đó và hiểu được hệ thống nhiều tiểu hành tinh phức tạp này có thể giúp chúng tôi tìm hiểu thêm về hệ mặt trời của mình. Năm 2008, Matthews và các đồng nghiệp của ông đã phát hiện ra hai mặt trăng của Cleopatra, Alex Helio và Cleo Zerlin, được đặt tên cho hai người con của nữ hoàng nổi tiếng nhất Ai Cập cổ đại. Nhưng ngay cả sau khi phát hiện ra, các nhà khoa học vẫn muốn theo dõi hệ thống và việc quan sát tiểu hành tinh từ năm 2017 đến năm 2019 đã hoàn thiện bức tranh của các nhà nghiên cứu về Cleopatra. Những quan sát mới đó đến từ công cụ nghiên cứu ngoại hành tinh có độ tương phản cao, Sophia, của kính viễn vọng rất lớn. Theo như tên gọi, thiết bị này ban đầu được phát triển để phát hiện các hành tinh ngoài hành tinh theo đài quan sát Nam Âu ESO, đơn vị vận hành cơ sở này. Nghiên cứu đó đòi hỏi phải phát hiện các hành tinh ngoài mờ xung quanh các ngôi sao sáng. Vì vậy, Sophia có vị trí tốt để chọn ra các mặt trăng nhỏ quay quanh thiên thể chính sáng của Cleopatra cách trái đất 120 triệu dặm, 200 triệu km. Và đủ tiện lợi, thiết bị cũng được trang bị hệ thống quang học thích ứng công suất cao để điều chỉnh hình ảnh về độ mờ mà bầu khí quyển của trái đất gây ra. Kết quả là những bức ảnh siêu nét, ngay cả bên trong hệ mặt trời. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã sử dụng Sophia để chụp một loạt hình ảnh của Cleopatra. Vì hình ảnh quá sắc nét nên các nhà khoa học có thể sử dụng chúng để chiếu các mô hình tinh của phần chính của Cleopatra và xác định cách hai mặt trăng Alex Helio và Cleo Zerlin quay quanh vật thể lớn. Hơn, trong quá trình này, các nhà nghiên cứu xác định rằng các mô hình quỹ đạo trước đó cho hai mặt trăng nhỏ đó là không chính xác. Đó là một vấn đề lớn. Vì các nhà khoa học sử dụng mối quan hệ giữa một cơ thể và các mặt trăng của nó để tìm hiểu lực hấp dẫn khi chơi và lần lượt là khối lượng của tiểu hành tinh. Điều này phải được giải quyết. Miroslav Gross, một nhà khoa học về hệ mặt trời tại Đại học Chác ở Cộng hòa Séc, cho biết trong tuyên bố. Bởi vì nếu quỹ đạo của các mặt trăng là sai thì mọi thứ đều sai. Kể cả khối lượng của Cleopatra. Với dữ liệu quỹ đạo mới, các nhà khoa học xác định rằng Cleopatra có khối lượng nhỏ hơn khoảng 35% so với các tính toán trước đây được ước tính. Giá trị mới, cộng với các mô hình sắc nét về kích thước của tiểu hành tinh, cho thấy rằng tiểu hành tinh này không dày đặc như các nhà khoa học đã tin. Mặc dù thực tế là các nhà khoa học cho rằng vật thể này là kim loại. Nghịch lý đó cho thấy rằng Cleopatra có cấu trúc đống gạch vụn với rất nhiều khoảng trống trong đó. Giống như các tiểu hành tinh Ryugu và Bennu mà các tàu vũ trụ đã đến thăm để nghiên cứu trong những năm gần đây. Các tiểu hành tinh đống đổ nát có thể hình thành từ các mảnh vỡ kết tụ lại sau một vụ va chạm khổng lồ, nhưng phân tích mới cũng cho thấy rằng Alex Helio và Cleo Zerlin đến từ chính Cleopatra. Lý thuyết đó dựa trên việc xác định rằng Cleopatra đang quay rất nhanh đến mức nếu nó tăng tốc quá nhiều, nó sẽ tự văng ra từng mảnh. Theo các nhà nghiên cứu, điều đó có nghĩa là ngay cả những va chạm với đống đổ nát nhỏ cũng có thể kéo những viên sỏi ra khỏi bề mặt của tiểu hành tinh chính, sau đó có thể kết tụ lại thành mặt trăng. Và các nhà khoa học vẫn chưa loại trừ khả năng có thể có những mặt trăng nhỏ khác quay quanh Cleopatra. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu sẽ cần phải chờ đợi các công cụ mạnh mẽ hơn để xem bất kỳ cơ thể nào như vậy. Một công cụ khả thi sẽ là kính viễn vọng cực lớn của ESO hoặc ELT. Dự kiến bắt đầu quan sát vào cuối thập kỷ này.